Rồi xin chào anh em nhé thì nay em lại tiếp tục uh, giới thiệu cho anh em con mài 44 chuẩn châu Á uh, 54V hoặc là 60V mát, nó tùy vào uh, thị trường nhé 54V hay 60V mát nó đều là một chẳng qua là ký hiệu thôi Tại vì 50V thì chưa mát, còn 60V thì người ta ký hiệu sẽ là mát luôn Rồi con này thì uh, tương đương watt là 1700W cho nên là con mài này rất là mạnh nha nha 900 vòng trên phút À, 9.000 nhầm nhầm 9.000 vòng trên một phút mà đá 125 đó và tương đương với số watt là 1.700 quát sử dụng pin uh, BlackVolts đây pin BlackVolts là pin kích uh, xeo lên tới 60v nha anh em khi anh em sạc đầy là 60vm v còn uh, khi pin bình thường thì nó nằm tầm 54v trở lên đó anh em lưu ý rồi ok thì cây này đang có giá chính hãng là 3 triệu 500 ngàn Thì tháng 11 này Black Friday thì em sẽ làm chương trình cho anh em là 10 cây với giá là 3 triệu đồng Một cây là chương trình Black Friday nha anh em 3 triệu cho một cây máy mài 414 1.700W lận Anh em nào quan tâm đến cây này thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 08888 40578 thì uh, đây là giá body em đang hỗ trợ cho anh em nhé. Còn anh em nào uh, có nhu cầu mua pin và sạc đó, Thì liên hệ em Nếu mà mua cả máy cả pin cả sạc Thì em sẽ làm chương trình cho anh em là giảm giá pin sạc cho anh em nữa Còn trước tiên là thân máy là sẽ Giảm giá cho anh em là 10 cây Trong vòng uh, tháng 11 này thì uh, chỉ có 10 cây thôi Anh em nào mua sớm thì còn Còn uh, mua trễ thì hết hàng nha anh em. Tại hàng số lượng có hạn thôi Thì em cũng... Uh, Black Friday thì cũng làm giảm giá cho anh em cho nó gọi là có với thế giới Đó. anh em cần thì cứ liên hệ em nhé rồi cảm ơn anh em xem video